mọi người, em lên trễ mọi người nha, xin lỗi mọi người nè. Giờ này mọi người ngủ dậy chưa? Trời, 2 giờ, 12 giờ của em là 2 giờ rưỡi rồi đó mọi người. Em lên đây. Hello mọi người. Ui cha, dính son môi trên này. Thủy, em mặc cái set này có giống Thủy stress không? Mọi người thấy em chưa chấm chấm cho em khỏi cô đơn đi mọi người. Chị Mỹ Tiên, hello chị Bích Trâm. Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Em thật là có lỗi quá đi mà. Tiền bay hả? Rồi chị nhét vô đó đi. Tiền phải ở mọi nơi để tiền về với mình. Hello mọi người. Em chào chị Bích Trâm. Hello chị Bảo Điền. Hello chị Mỹ Tiên. Em có dục cái bút nào đi không? Không, em làm gì dục, dám dục cái bút. Lấy cái bút ở trong đây không? Kìa, ngay chỗ cái quạt tối qua có một cái chị ghi 39 ngàn em lấy em sửa đó. Nha, tối nay chân váy rất là đẹp luôn. Hello Chăm Chăm. Hello chị Hạ Vũ, hello chị Trang TT. Trời ơi, đối với em bây giờ mặc cái quần này rất là khó luôn mọi người, tại vì em mập. Mọi người thấy không? Mập quá trời mập luôn. Mà hôm qua chị Thủy nói là bây giờ người ta đang hot trend quần cua với lại áo như thế này. Cho nên là hôm nay em mặc thử coi cho mọi người coi nó có đang hot không. Mọi người muốn lên gì? Mông tơ ghi hay là áo giữ nhiệt mọi người? Không ai, không ai comment gì luôn. Hello chị lại Lệ Hoa. Rồi, bản này xinh chưa? Bản này tống sơ vin là hết ý luôn. Trời, sao em không thấy chị Thủy của em vậy ta? Em này 55kg, 60kg mọi người nha. Chứ gì em mã phối 55, 60kg nè. Mọi người nào mã phối giùm em, mã này mã phối. Tối hôm qua chị nào chưa được 4 em, mọi người nhớ lên đủ 4 em giùm em để được miễn ship mọi người nha. Mong tôi ghi hoa hả? Mong tự ghi hoa, hiện tại em chưa thấy. Mà em thấy có áo giữ nhiệt hoa được không? Em này 45-55kg này, chứ với mã hoa nhí. 45-55kg mã hoa nhí giùm em. Mã hoa nhí mọi người, bạn này xinh lắm nè. Chứ mã hoa nhí. Có vẻ là chiều nay ế quá ta. Hoa nhí giùm em. Rồi một bản màu be xinh mọi người nha. 50kg, 55kg chứ em mã be nè. 50kg, 55kg mọi người nha. Mã be giùm em mã này nè. Mã be giùm em, mã be, mã be. Trời ơi, mấy cái thương thương của em đâu mất hết rồi. Rồi, đây là một cái trắng mọi người nha. Trắng cúc nè mọi người nè. Trắng cúc. Em
này 50kg, 60kg cho em mẹ cúc. 55, 60kg mọi người nha, mẹ cúc giùm em mẹ này nè. 55, 60kg cho em mẹ cúc. Mẹ cúc giùm em, mẹ cúc. Rồi mà em áo chữ nhiệt bi. Trời không ai mua cái gì luôn hả mọi người. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg chứ mẹ bi. 50kg, 58kg mọi người nào. Mẹ bi giùm em bạn này. Bi giùm em mẹ bi. Dạ bốn em miễn ship phải chuyển khoản hết mới được miễn ship nha con Nga ơi. Đúng rồi, phải chuyển ship hết mới được chuyển khoản hết mới được miễn ship nha mọi người nha. Chứ mẹ bi giùm em nè. Mẹ bi, mẹ bi. Tốt là vẫn ship bình thường. Mẹ bi giùm em. Ui cái đen này dễ thương nè. Trời ơi sao không ai mua được cái gì hết vậy. Không ai mua cái gì hết là em sẽ dẹp tất để chuẩn bị like chân váy tối nay nha. Rồi em này 40kg, 50kg thôi chứ mạ đen. Dễ thương nha mọi người. 40kg, 50kg mạ đen giùm em mạ này nè. Đen giùm em mạ đen, mạ đen. Mạ đen. Đen của chị Trần Mẫn. Buồn quá à. Dạ chân váy tối nha chị ơi. Rồi em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg chứ mạ hồng. Mạ này dễ thương mọi người nè. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã hồng giùm em nè. Mã hồng giùm em, mã hồng. Mã hồng giùm em. Chân váy bên em tối mới lên nha. Mấy chị. Một con ruốc mọi người nha. Tối nha mọi người nha. Trời ơi, lên cái gì phải có kế hoạch chứ. Tự nhiên đang lên này cái rong ra cái kia làm gì mà xe treo đồ kịp. Hồng của cô, hồng của chị Đồng Vân. 55, 65kg cho em mã ruốc. Áo giữ gì nhưng mà nếu mà chị nào thích mặt rộng thì 50kg cũng được nè. Chứ mà ruốc giùm em, mà ruốc, mà ruốc giùm em bạn này, mà ruốc giùm em, mà ruốc. Ruốc của chị Hân Linh. Rồi ai thích cái áo phong tay như của em nha, đây là một chiếc đờ xem mọi người ha. 50kg, 55kg cho giùm em mã đen. 50kg, 55kg mã đen giùm em nè. Mã đen giùm em, cái bạn tay giống của em mọi người nha. Mã đen giúp em. Mã đen, mã đen giùm em. Đen của chị Hà Vũ. Rồi một chiếc xanh tay ngắn nè mọi người nè. Xanh tay ngắn. Cái bảng cổ này là bảng cổ thuyền mọi người nha. 50kg, 58kg cho mã xanh. 50kg, 58kg mã xanh giùm em. Con này đóng xe pin cũng yêu lắm mọi người nè. Cái mã xanh. Xanh giùm em, mã xanh. Rồi một em màu đỏ mọi người nha. Một chiếc đỏ áo giữ nhiệt. 50kg mọi người nè. 50kg, 58kg chứ em mã đỏ. Áo giữ nhiệt mặc sướng lắm mọi người. Mát rùi rùi à. 50kg, 58kg mọi người nha. Chứ em mã đỏ giùm em bạn nè. Mã đỏ giùm em. Mã đỏ. Một chiếc áo trắng. Con này vải cực kỳ đẹp. Em này vải đẹp mọi người ơi. Nhưng mà nó bị vàng ở đây một tí rồi. Con này chứ mã tặng mọi người nha. 45, 55kg được nè. Mã tặng giùm em. Mã tặng. Chị một bảng vàng áo giữ nhiệt mọi người nè. Cái này nó có dây rút nè mọi người nè. Cái này mọi người có thể rút dưới này được nè mọi người nè. Em này 50kg, 58kg chứ mã vàng. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã vàng giùm em bạn này nè. Chứ mã vàng, mã vàng, vàng giùm em. Tặng của chị Phạm Nguyễn Tích Trâm. Năm mươi kg, 58kg mọi người nha. Chứ mã vàng, mã vàng giùm em, mã vàng, mã vàng. Vàng của chị Trang Nguyễn. Rồi một bảng trắng mọi người ơi. Xinh lắm mọi người nè. Em này 55, 60kg mọi người nha. 65kg được chứ mã trắng. Con này dán crop top mọi người nha. Chứ mã trắng giùm em. 55, 60kg mã trắng nè. Mã trắng giùm em, mã trắng. Mã trắng ơ, chờ rớt, ai chở rớt ra vậy? À, rớt ra ăn sinh nhật đúng không? Ok, tí nữa mình đi ăn sinh nhật nha. Có chở em cô ra không? Dạ, không chở em ra luôn. Hả? Em cô đi đâu? Trắng và chị Thiên Nhật. Chị Thiên Nhật cho em xin inbox số thoại vào đây. Tí nữa mình đi ăn sinh nhật nha. À. Em này 55kg cho tới 65kg mà người cho mã xanh. Trời ơi bạn này đẹp quá. 55, 65kg mã xanh giùm em bạn này nè. Xanh giùm em, áo giữ nhiệt. Mã xanh giùm em.
Màu này siêu hiếm nha mọi người nha. Mã xanh nè. Rồi một con mông tơ ly phối mọi người nha. Em này 50kg, 50kg, 60kg luôn. Chứ mã xanh đen 50kg, 60kg mã xanh đen dùm em. Mã xanh đen mấy cái kiểu mông tơ ly này đóng sabin đẹp lắm. Mã xanh đen dùm em, xanh đen. Chết rồi, tặng chị đi chị. Con xanh nó bị lỗi với nhẹ nha. Em sẽ tặng chị Trang Nguyễn nè. Em còn có đơn thì em mới gửi được nha. Rồi một bảng màu be mọi người nha. Em này 40kg, 50kg chứ mã. Mã vàng 40kg, 50kg mã vàng giùm em bạn này nè. Vàng giùm em, mã vàng. Mã vàng giùm em. Xanh đen của chị Kitty Kim Chi. Một bảng hoa mọi người ơi. Một cái áo giữ nhiệt hoa siêu dễ thương luôn. Bảng này 40kg, 50kg thôi chứ mã hoa. 40kg, 50kg mọi người nha. Mã hoa giùm em bạn này. Mã hoa, hoa giùm em, mã hoa. Vàng của chị Trần Mẫn. Chị Đồng Vân. Rồi 55 65 kg chú em mã hồng. 55 65 kg mã hồng giùm em, áo giữ nhiệt nè. 55 65 kg chú mã hồng. Mã hồng giùm em, mã hồng, mã hồng giúp em. Rồi một chiếc. Một chiếc sọc mọi người nha. Em này 50 kg. 50 kg 58 kg chú em mã sọc. 50 kg 58 kg mã sọc giùm em nè. 50 kg 55 kg là đẹp nhất mọi người nha. Chú mã sọc, sọc giùm em. Vòng của chị Hồ Hằng. Cái chiếc giữ nhiệt bi rất là đẹp nè. Em này 45-50kg chứ em mã bi. Sọc của chị Đồng Vân. 45-50kg mọi người nha. Mã bi giùm em bạn này nè. Mã bi giùm em, mã bi. 45-50kg chứ em mã bi. Mã bi giùm em. Đây là một chiếc áo giữ nhiệt của Nam mọi người ơi. Em này là áo giữ nhiệt của Nam size ML nha. Chứ em mã Nam, có Nam nào mà mặc cái áo màu hồng nữa mọi người. Em thấy nó ngọt lắm. Nhưng mà chắc không ai mặc quá. Chứ mã hồng giùm em, mã hồng nếu mà nữ mình mặc cũng được. Nó là dạng unisex mọi người ơi, nhưng mà nó khá là rộng. Mã hồng giùm em bản này mọi người nha, mã hồng. Mã hồng giùm em. Rồi em rút mọi người nha. Bạn rút này phong to. Em này 55-65kg chứ gì em mã rút nè. Hồng là chị Trang Nguyễn. 55 là mặt rộng lắm nha mọi người nha. 60kg cho tới 65-68kg ok nè. Chứ mã rút giùm em. Mã rút, mã rút. Rồi em trắng lưới mọi người nha. Dán ghi lê. Em này 50kg, 58kg chứ mã trắng. 50kg, 58kg mã trắng giùm em nè. Mã trắng, mã trắng. Rút của chị Phạm Nguyễn Bích Trâm. Rồi em xanh đen mọi người nha. Xanh đen. Con này cái dáng, cái tay form rất là đẹp luôn. Vải siêu đẹp mọi người nha. Em này 60kg, 68kg chứ mà xanh đen nè. 60kg, 68kg mọi người nha. Xanh đen giùm em, xanh đen. Bạn be tay ngắn mọi người nha. Một con be tay ngắn. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg chứ em mà be. Con này đẹp nè chị Đồng Vân nè. 50kg, 58kg mọi người nha. Chứ em mà be giùm em con be nâu. Mã be con này đóng sơ vin đẹp lắm luôn ý. Mã be giùm em, mã be. Rồi một chiếc xanh giữ nhiệt 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg cho mã xanh. Năm mươi kg, 58kg mọi người nha. Mã xanh giùm em, mã xanh. Bé của chị Trần Mẫn. Mã xanh giùm em mọi người nè. Cho mã xanh, mã xanh giùm em, mã xanh. Con giống của em hả? Để em coi coi còn không. Ui bạn trắng body này yêu nè mọi người. Em có hai con này, một con trắng, một con đen, form body đẹp lắm. Em này nhỏ, 40kg, 50kg thôi, chứ mã trắng. Xanh của chị Đồng Vân. 40kg, 50kg mọi người nha, mã trắng giùm em bạn này nè. Mã trắng giùm em, mã trắng, mã trắng giùm em. Rồi mà em đen. Em này 45, 50kg luôn chứ mã đen. Mấy con này đóng shopping siêu đẹp mọi người nha. 45, 50kg nè, mã đen giùm em bạn này nè. Mã đen giùm em, mã đen. Một em nâu mọi người nha. Em này 55-65kg chứ mạ nâu. 55-65kg mạ nâu giùm em. Hello chị Hân Linh. Đen của chị Hân Linh. 55-60kg, 65kg nha mọi người nha. Mạ nâu, bạn này vải cực đẹp luôn.
Cho em mã nâu giùm em nè. Mã nâu giùm em, mã nâu. Màu em đỏ dễ thương. Nâu của chị Đồng Vân. 50kg mọi người nha. 50kg, 55kg. 50kg, 55kg chứ mã đỏ. Mã đỏ giùm em nè. Mã đỏ, mã đỏ. Trời ơi dễ thương. Cha rà size S thôi mọi người ơi. Chốt cho em mã xanh. Cha rà size S. Cha rà size S mọi người nha. 40kg, 45kg thôi. Mã xanh giùm em nè. Mã xanh giùm em. À, một bạn cái tay giống y hệt của em nè mọi người ơi. Quá trời đẹp luôn. 50kg, 55kg, 58kg được nè. Chứ mà tay đẹp. Xanh của chị Trần Mẫn. Nè 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 chị Đồng Vân đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây nè chị Đồng Vân. Y hệt luôn. Rồi cho chị Đồng Vân một con nha. Rồi đi công việc đi chị. Rồi một con tím mọi người nha. Em này 40kg, 45-50kg chứ. 45-55kg chứ mã tím nè. 45-55kg mã tím giùm em. Màu tím nè đẹp rồi nè. 45-55kg mã tím giùm em. Mã tím, mã tím. Tím của chị Thiên Nhật. Rồi mà em vàng mọi người nha. Em này 40kg, 50kg chứ mã vàng. Dạ chị Đạo Hồng Mỹ để em coi còn 40kg, 50kg chứ mã vàng giùm em bạn này nè. Mã vàng giùm em, mã vàng áo giữ nhiệt. Chứ mã vàng mọi người nha, vàng giùm em, mã vàng. Rồi một con đen áo giữ nhiệt luôn mọi người nha. Em này 45-55kg chứ em mã đen. 45-55kg mã đen mọi người coi cái vải nè. Nó mềm, nó siêu mịn luôn. Hot tech giữ nhiệt của Uniqlo. Đây, của Uni mọi người. Tím của chị Thiên Nhật nha. Không, con này 40kg, 50kg đó mọi người ơi. Chứ mẹ Uni. Vàng của chị Chi Phạm. Chị Chi Phạm cho em xin inbox số thoại vào đây. Alo. Mã Uni giùm em bạn này đi mọi người nè. 40kg, 50kg thôi. Mã Uni giùm em, mã Uni. Mọi người đợi em xíu nha. Cái máy nó xoay thôi rồi. Uni của chị là cô ấy. Cái này vàng. Vàng của chị Chi Phạm. Chị Chi Phạm cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha chị ơi. Vào Messenger em gửi tin nhắn cho chị rồi. Rồi đây là một bảng sọc mọi người nha. Con này đóng xe vin cũng đẹp lắm ấy mọi người. Nhưng mà to. Em này size L luôn mọi người nè. Con này của châu Âu. Con này size L mọi người nha. Em này 55kg, 60kg mọi người nè. Chứ mã sọc 55, 60kg mọi người nha. Mã sọc giùm em bạn này nè. Mã sọc giùm em. Mã sọc. Rồi đây là một cái áo giữ nhiệt màu đen nữa mọi người nè. Vải mềm mọi người nha. Em này hot tech của Uniqlo size M luôn nè. Hot tech của Uniqlo. Trong này nó có một cái lớp nỉ nhẹ. Ơi là nhẹ. Nó không phải nỉ luôn, da cá mọi người nha. Sao còn chị Ngọc Bích. Em này 50kg, 58kg nha. Cái bảng này bằng với cái con màu đỏ tốn qua mang á. 50kg, 58kg cho em mã đen. Mã đen giùm em bảng này nè. Mã đen giùm em, mã đen. Rồi mấy màu tím mọi người nha. Một bảng màu tím nè. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg cho mã tím. Đen của chị Giang Trần. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã tím giùm em bạn này. Mã tím giùm em, mã tím. 50kg, 50kg. Mã tím giùm em, mã tím. Trời ơi con nâu này yêu. Em này 40kg, 50kg thôi chứ mã nâu. Tím của chị là cô ấy. 40kg, 50kg mã nâu giùm em bạn này nè. Mã nâu giùm em. Mã nâu, mã nâu. Rồi một em bi mọi người nha, một con bi nè. Một em bi. Em này 55-65kg chứ mẹ bi. Nâu của chị Hà Phú. 55-65kg mọi người nha, mẹ bi giùm em bạn này nè. 55-65kg chứ mẹ bi. Mới tin đình đình luôn mọi người nha. 55-65kg chứ mẹ bi bạn này. Mẹ bi giùm em, mẹ bi. Mẹ bi giùm em Trần Mẫn. Trời ơi một con trắng siêu yêu. Em này 50kg, 58kg chứ mẹ trắng.
50-58 kg mọi người nha, mã trắng giùm em nè. 50-58 kg mọi người nha, chứ mã trắng. Mã trắng giùm em, mã trắng. Trời ơi, cái bảng này phải nói là siêu yêu. Em có một cái như thế này mọi người nè, em không nhất định là không bán, nó rất là đẹp. Trắng và chị Trang Nguyễn. Bây giờ tự nhiên em chuyển qua em mê hoa nhí mọi người ạ. Không hiểu sao nữa. Ngày xưa không thích hoa nhí đâu, tại thấy nó nhiều hoa quá rối mắt, bây giờ lại thích. Em thì 50kg, 60kg nha. Chứ với em mã 49. 50kg, 60kg được mã 49 giùm em. Mã 49 hoa nhí yêu lắm. Hoa nhí giùm em, à 49 giùm em, mã 49. Rồi bảng xanh mọi người ơi. Em này 60kg, 60kg, 65kg mọi người nha. Chứ giùm em mã xanh. 60kg, 65kg mã xanh giùm em bạn này nè. Xanh giùm em, mã xanh, mã xanh giùm em. 49 của chị Đặng Hồng Mỹ. Rồi em sọc nha. Em này 45-55kg cho mã sọc. Form body 45-55kg mọi người nha. Mã sọc giùm em bạn này nè. Sọc giùm em, mã sọc, mã sọc giùm em. Rồi một cái hết tết giữ nhiệt nữa mọi người nha. Ta áo giữ nhiệt nữa mọi người nè. Cái cổ này nó xuống dưới đây yêu lắm. Nó làm cái như cái cổ đổ mọi người. Em này 50kg, 58kg cho em mã đen. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã đen giùm em bạn này nè. Mã đen giùm em, mã đen, mã đen, mã đen. Rồi một bảng xanh mọi người nha. Một con xanh, con này vải cực kỳ đẹp luôn. Đen của chị Trang Nguyễn. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg cho mã xanh. Dáng crop top. 50kg, 58kg mã xanh giùm em. Mã xanh, mã xanh. Rồi một em xanh đen, con này còn mới luôn mọi người. Em xanh đen mọi người nha. Em này to mọi người, 55-65kg chứ mã xanh đen. 55-65kg mọi người nha, 50kg muốn mặc rộng cũng được mọi người nha. Chứ em mã xanh đen giùm em. Còn từ 55kg, 60-65kg là mặc ôm mọi người nha. Như em nè, em 58kg rồi em mặc bạn này là rộng rãi thoải mái luôn ý. Chứ mã xanh đen, xanh đen giùm em. Xanh đen của chị Phạm Nguyễn Bích Trâm. Ui cái con trắng phối yêu ghê chưa. Em này 50kg mọi người nha. Bảng này 40kg. 40kg, 50kg cho mã trắng. 40kg, 50kg mã trắng giùm em bạn này nè. Mã trắng giùm em, mã trắng. Bảng đỏ mọi người. Con này đóng shopping siêu yêu. 50kg, 55kg cho mã đỏ. 50, 55kg mọi người nha. Mã đỏ giùm em, vải cực kỳ đẹp. Cho em mã đỏ nè. Đỏ giùm em bạn này, mã đỏ giùm em. Một bảng xanh ghi lê nha. 50kg, 55kg cho mã xanh. 50kg, 55kg mọi người nè. Mã xanh giùm em bạn này. 50kg, 55kg cho mã xanh. Xanh giùm em. Đỏ của chị Trần Mẫn. Rồi một em đen mọi người nha. Một con đen. Cái gì vậy? Hello chị Khuyết Nhân. Hello chị Khuyết Nhân yêu dấu. Em đen này size L của nam. Chứ giùm em mã nam. Size L, XL của nam mọi người nha. Mã nam giùm em bạn nè. Mã nam giùm em, mã nam. Mã nam. Trời ơi nó là cái gì vậy? Rồi một em màu hồng mọi người nha. Con hồng này vải cực kỳ đẹp luôn mọi người nè. Một em hồng rất là đẹp luôn. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 60kg cho mã hồng. 50kg, 60kg mã hồng giùm em nè. Mã hồng. Rồi một bảng vàng mọi người ơi. Con vàng này mọi người coi nè. Nó chạy chỉ xanh lá nha. Em này 55kg, 65kg luôn chứ mã vàng. 55, 65kg mã vàng giùm em, mã vàng. Nè nè. Chưa ra nhìn ngoài chưa. Rồi em này 50kg mọi người nha. 50kg, 55kg cho em mã đen. 50kg, 55kg mã đen giùm em bạn này nha mọi người nha. Cho mã đen nè. Mã đen Phạm Nguyễn Bích Trâm. Mã đen giùm em, mã đen, mã đen. Vàng của chị Ngọc Bích. Rồi em sọc mọi người nha. Một bảng sọc. Một bảng sọc. Em này 40kg, 50kg thôi cho mã sọc. Áo giữ nhiệt. Nam của chị Khánh Nhân nha. 40kg, 50kg mọi người nha. Mã sọc giùm em. Một cái áo giữ nhiệt sọc nè. Chứ mã sọc giùm em bạn này, mã sọc giúp em. Mã sọc nha.
Rồi, bản này là bản cổ mọi người. Oversize rộng quá. Vàng của chị Ngọc Bích, đen của chị Khiết Nhân, sọc của chị Đông Đông Mai Lâm. Unit low size M mọi người nè. Cho cho em mã uni. Unit low size M mã uni siêu siêu xịn nè. Chị Khiết Nhân ơi, nhanh tay lên nè. Rồi em lưới mọi người ơi, một con lưới. Em này oversize luôn, 60kg, 68kg cho em mã lưới. Vẫn còn xoay 60kg, 68kg mọi người nha. Mã lưới giùm em bạn này nè. 60kg, 68kg cho mã lưới. Mã lưới giùm em, mã lưới. Rồi một bản màu trắng size M. Một em trắng size M mọi người nha. Em này 55kg, 65kg cho giùm em mã trắng. À, có nem nhưng mà em không biết còn không nữa. Đợi em coi coi có không nha chị Viết Nhân. Có này to 55-65kg mọi người nha. Chứ mã trắng giùm em bạn này nè. Mã trắng giùm em, mã trắng, mã trắng. Rồi bản này xanh yêu chưa? Đây em có một đống ở đây, hình như là có lẫn nem, để em coi coi còn mới sạch đẹp không để em soạn cho chị nha. Em có đây nè, tại vì áo nem em không có để lên. Rồi em này 40kg, 50kg luôn chứ em mã mới nè. 40kg, 50kg mọi người nha, mã mới giùm em, mã mới. Xám nâu đậm đậm. Dạ rồi. Mã mới giùm em, mã mới. Tập của chị Đông Đông Mai Lâm. Mã mới giùm em, mã mới giùm em nè. Uni. Uni là đây. Uni của chị Đặng Hồng Mỹ. Mới. Lưới của chị Thuyết Nhân. Trắng của chị Trang Nguyễn. Mới. Chị cứ đọc đi. Rồi em này 50kg, 60kg cho mã đỏ. 50kg, 60kg mọi người nha, mã đỏ giùm em. Mấy các bạn này mặc sướng lắm mọi người nè. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Mọi người cứ từ từ nha, cái máy của nhà em hôm nay nó bị cái gì á. Rồi. Người lên. Không la quá đi ông ơi. Rồi được chưa? Vừa lòng chưa? Rồi cái con này rất là vui mọi người nha, dễ thương lắm. Đây. Đây. Cho em mã kiểu 50kg, 55kg mã kiểu giùm em, mã kiểu. Mã kiểu giùm em, đỏ mới chưa? Rồi. Mã kiểu giùm em, dễ thương không mọi người nè. Mã kiểu. Mọi người đợi em xưa. Đợi em xíu cái máy nè mọi người coi nè. Tại sao la dữ vậy hả? Quên chỗ cái nắp này đâu rồi. Đẩy lo. Đây nè. Đâu rồi? Đẩy chị với cô Quyên xong. Quên luôn. Sao? Ôi trời ơi, lấy thử cái máy khác thôi chị. Cái máy không sim coi. Chị bộ có cái máy không sim đó không? Cho em cái máy không sim cái. Coi nó có bị quay vòng tròn không? Hôm nay bị sổ mũi rồi. Đợi em xíu đừng bỏ đi mọi người nha. Rồi hai cái máy đều quay vòng tròn rồi.
Khi mà nó quay vòng tròn mọi người phải la lên cho em biết chứ. Lúc chưa chị nói chứ. Em không hề nghe luôn á. Lúc chưa chị hỏi phía cô có điện thoại đó tiếp theo. Cô vẫn bình thường mà, chị cô bình thường. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên sao tôi vậy? Đứng ngoài kia la lắm mà. Hả? Ai mà chơi? Khóc nhè. Trời ơi, mọi người ơi, nó quay nè, nó quay nè, dễ sợ chưa. Ôi chị Thúy lấy băng keo giấy vô dán đi chị Thúy. À không, đi. Lấy băng keo giấy vô dán, với lại lấy mấy cái giấy này nè, chị ấy ra đằng sau xong rồi. Chị biết rồi, chị bấm vô đi. Ngồi đợi biết chừng nè. Quá đau khổ. Màn mẻo gì mua 1 triệu một tháng đây mọi người mà nó quay gì nè. Và chị viết nhân nha. Rồi em tự viết tay luôn nha mọi người ơi. Ghê quá. À, ai đụng đầu coi. Đụng đầu coi. Chạy tới, chạy tới, chạy tới. Mới hả? Đợi em xíu. Mới của chị là cô ấy. Kiểu của chị Khiết Nhân. Mọi người ơi, dạ có đầm với lại có cái gì nữa ta, có áo tô nhiều quá chị. Hai bạn đóng xong rồi đi rồi đó chị, chiều nay các bạn bên GNT qua lấy rồi, ngày mai là chị nhận được đó. Ngày mai chủ nhật chị vui, rất là ham danh vọng mọi người. Đây cái bản mặt nè, ham danh vọng lắm, rất là thích vô đây. Ngày nào cũng phải vô nãy giờ, mấy chị có nghe nó gào ngoài kia không? Nó không được vô là nó gào. Hư nhá. Hư nhá. Rồi đi bóng không ai thèm tiếp mình luôn rồi. Đây chị sẽ coi trên này và chị chốt nhé. Chị viết tay đi, băng keo giấy sẵn sàng rồi mọi người, đợi em xíu. Và thích gái. Mỗi lần gái mà tới là mọi người, nó nằm như này nè. Nó nằm ở trên cái con gà nướng này nè, là nó giòm không chớp mắt luôn mấy chị. Nó giòm vậy nè. Giòm mà không chớp mắt luôn. Trời ơi mê gái lắm. Ai vô 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 vô. Trời sao mà lấy giày của chính đi ra đây luôn vậy? Rồi em lên tiếp đây mọi người nha. Rồi viết tay đi, đỡ đi mọi người. Chứ bây giờ là bị hư rồi mọi người nha.
Rồi em này 50kg, 50kg, 58kg ok này. Chứ giùm em mã cổ đẹp, cổ đẹp giùm em mã cổ đẹp. Hello San. Chứ mã cổ đẹp giùm em mã cổ đẹp mọi người nha, cổ đẹp giùm em nè. Rồi một bảng đen. Em này siêu siêu đẹp mọi người nha, con đen này vải đẹp lắm. Em này 50kg, 58kg chứ mã đen. 50kg, 58kg này mã đen giùm em mã đen. Mã đen giùm em mã đen. Mã đen giùm em. Xích ra đây, xích ra đây, xích ra đây. Mã đen giùm em mã đen. Nó cứ tối tối vậy ta. Ủa? Vậy không thấy ai comment luôn hả? Không. Như vậy đó. Tao đi hồi nhìn cụ giúp cho. Nó có vô được đâu mà ti bot cái gì. Nó bị mất tín hiệu luôn rồi, với máy chủ luôn rồi. Rồi. Trong khi cái máy này để viết thì nó bị ẩn comment mọi người ạ. À. Sao kỳ vậy? Đây đây chị coi máy này thử coi. Cái máy này trước rồi, nhưng mình like máy này ạ. Máy này mà máy coi này nó bị ẩn mọi người ơi, cho nên mấy chị bán like là phải cẩn thận bị ẩn comment nha. Bây giờ em mới thấy luôn ấy, đây đây nè, bây giờ nó mới tới đen à. Chị nào lấy cổ đẹp lên lại cổ đẹp giùm em đi mọi người ơi, chị nào lấy cổ đẹp lên lại cổ đẹp giùm em với lại. Rồi, đen. Đen của chị Trang Nguyễn. Cổ đẹp. Cổ đẹp của chị Chùa cha. Trời ơi là trời. Rồi cái máy này nó không lên luôn. Thôi bây giờ em sẽ đọc cho chị biết nha. Cái máy này là nó không lên rồi đó. Cổ đẹp của chị Kết Nhân. Trời cái gì bên này lên quá trời lâu rồi, chỗ này nó mới lên. Rồi mời em vàng yêu mọi người. Ôi trời. Em vàng mọi người nha, vàng cúc mọi người nè. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg chứ em mã vàng. 50kg, 58kg mọi người nè. Mã vàng giùm em, mã vàng giùm em. Rồi mấy em trắng cổ mọi người nha. Em này còn mới mọi người nè. Con này còn mới. Em này là áo của Nam mọi người nha. Em này áo Nam size M mọi người. Chứ em mã Nam nè. Mã Nam giùm em mã này. Áo Nam size M chứ mã Nam. Mã Nam giùm em mã Nam. Rồi một cái trắng mọi người nha. Một cái trắng mới của chị Đông Đông Mai Lâm. Mới lộn. Ồ không phải, không phải. Nam. Lộn. Nam của chị Ngân Việt. Trời phải viết tay mọi người, bữa nay máy nó bị lỗi rồi. Rồi em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg chứ mã trắng. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã trắng giùm em bạn này nè. Mã trắng giùm em, con này 60kg vừa luôn ấy. Mã trắng giùm em. Dạ. Không thấy đâu chị. Rồi, trắng của chị Tuấn Khanh Hà Thị. Em đọc cho chị biết cho máy chủ nó mới hiểu thôi. Trắng của chị Tuấn Khanh Hà Thị. Rồi, mời em vàng lưới mọi người.
người nha, con vàng lưới nè. Em này 60kg mọi người nha. Em này 60kg, 68kg chứ mã vàng. 60kg, 68kg mã vàng giùm em. Mã vàng. Vàng cổ mọi người nha. Em này 55, 68kg luôn chứ em mã vàng cổ. 55, 68kg mọi người nha. Mã vàng cổ giùm em. Mã vàng cổ. Vàng cổ giùm em, vàng cổ. Chị cứ bấm đi thử coi coi. Rồi em đen mọi người nha. Con đen nè. Vàng cổ của chị. Chị Trang Nguyễn nè. Chị Trang Nguyễn đó khách cũ em ơi chị. Đúng rồi. Rồi em mã đen giùm em mọi người nha. Em này 50kg, 55kg chứ mã đen nè. Mã đen giùm em, mã đen. Mã đen, đen của chị Khiết Nhân nè. Rồi mà bản xanh đen mọi người nha. Em xanh đen. Em này 55kg, 60kg chứ mã xanh đen. 55, 60kg mã xanh đen giùm em. 55, 60kg mọi người nha. Chứ mã xanh đen nè. Xanh đen giùm em. Rồi mà em trắng mọi người nha. Em này 40kg, 50kg chứ mã trắng. 40kg, 50kg mọi người nha. Mã trắng giùm em bạn này. Mã trắng giùm em. Xanh đen của chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi mà bản sọc mọi người nha. Mà em sọc nè. Em sọc này cổ thấp mọi người nha. Mà cái vải nó hơi khô. Rồi màu bản trắng tay ngắn mọi người nè. Em này 55, 65kg chứ mã tay ngắn. 55, 65kg mọi người nha. Mã tay ngắn giùm em bạn này. 55, 65kg chứ mã tay ngắn nè. Tay ngắn giùm em, tay ngắn. Tay ngắn. Chị Đông Đông Mai Lâm. Ủa trắng. Có mày thấy trắng không? Chưa thấy trang đầu đọc trắng mà. Ủa chưa thấy em đọc trắng à? Trắng, trắng, trắng. Trắng của chị Đông Đông Mai Lâm, tay ngắn của chị Đông Đông Mai Lâm luôn. Rồi em đen cúc mọi người nha. Em này 50kg mọi người nè. 50kg, 55kg chứ mã đen. 50, 55kg mã đen giùm em. 50, 55kg chứ mã đen nè. Mã đen giùm em, mã đen. Rồi mà em màu nâu mọi người nha. Một em nâu mọi người nè. Em này 50kg, 50kg, 60kg được mọi người nha. Một con nâu áo dự nhiệt chứ mã nâu. 50kg, 60kg, mã nâu giùm em bạn này nè. Mã nâu giùm em, mã nâu. Hả? Không ai chốt cả chị. Rồi em này 50kg, 60kg luôn chứ mã tím. 50kg, 60kg, mã tím giùm em nè. Mã tím, mã tím giùm em. Mã tím. Trời ơi, bực. Nâu của chị Uyên Phương. Trời ơi, hello chị Uyên Phương, lâu lắm rồi em mới gặp chị Uyên Phương. Nâu tím sọc. Rồi sọc. Sọc của chị Đông Đông Mai Lâm luôn nè. Ủa chị Đông Đông Mai Lâm, chị vô nghe ký mà. Em này nhỏ nha. Em này 40kg, 50kg thôi. Chứ em mẹ nhỏ, mẹ nhỏ giùm em nè, mẹ nhỏ. Sọc của chị Đông Đông Mai Lâm. Nhỏ hả? Nhỏ. Nhỏ chứ không có má sọc nha, chị Đông Đông Mai Lâm. Chị lấy thì lên lại giùm em, tại em sợ ký chị không vừa ấy. Con này màu đẹp mọi người nè. Em này 50kg mọi người nha, 58kg chứ mã màu đẹp. 50, 58kg nè, mã màu đẹp giùm em. Nhỏ của chị Đông Đông Mai Lâm. Mã màu đẹp giùm em, mã màu đẹp, được chưa? Giao lưu vậy được chưa, đi ra cho tôi bán hàng. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Màu đẹp của chị Trang Nguyễn.
Rồi em có 2 chiếc sọc nữa mọi người nè. Em có 2 chiếc sọc nữa nha. Em này 40kg, 50kg mọi người nha. Chứ cho em mã sọc 40kg, 50kg mọi người nha. Mã sọc giùm em bạn này nè. Sọc giùm em mã sọc. Rồi bản này rộng mọi người nha. Em này to. Em này 55-65kg lận mọi người. Chứ mã rộng. Cái bản vai nè, nó xuống tới đây luôn mọi người nha. 55-65kg mọi người nha. Mã rộng giùm em bản này nè. Mã rộng giùm em. Mã rộng. Sọc của chị Voi Voi. Rồi mấy màu hồng mọi người nha. Em này 40kg, 50kg chứ mã hồng. Chị Voi Voi cho em xin inbox số thoại vào bên nha. 40kg, 50kg mọi người nha. Mã hồng giùm em bản này nè. Mã hồng giùm em, mã hồng. Rồng của cô Nga Thuật. Rồi một chiếc của Hết Tích. Áo giữ nhiệt của Uniqlo size S. 40kg, 50kg chứ dây mã uni. Hồng của chị Đặng Hồng Mỹ. 40kg, 50kg mọi người nha. Mã uni giùm em bản này nè. Uni giúp em mã uni. Rồi một em màu ruốc mọi người nha. Một con ruốc dơi mọi người ơi. Em này 60kg, 68kg chứ mã ruốc. Uni của chị Đông Đông Mai Lâm. Mã ruốc giùm em mã ruốc. Rồi một em trắng mọi người nha. Một con trắng nè. Mà em trắng. Ruốc của chị Khiết Nhân. Em này 50kg, 58kg chứ mã trắng. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã trắng giùm em bạn này nè. Mã trắng giùm em, mã trắng. 50kg, 58kg mã trắng giùm em. Em này 45, 50kg chứ mã đỏ. 45, 50kg mã đỏ giùm em. Mã đỏ. Trắng của chị Hoa Quỳnh Ly. Rồi em sọc nâu mọi người nha. Một con sọc nâu nè. Em này to 55kg, 60kg mọi người nha. 55, 60, 65kg được mọi người. 55, 65kg chứ em mã sọc. Cái bản nách này to mọi người nha. 55, 65kg mã sọc giùm em. Mã sọc nè. Sọc giùm em. Sọc của chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi một em đen mọi người nha. Một con đen mọi người nè. Em đen. Bản này to luôn. 55, 65kg luôn chứ mã đen. 55, 65kg mã đen giùm em. Hết tách của Uniqlo mọi người nha. Chứ mã đen bạn này. Mã đen giùm em. Mã đen, mã đen giùm em. Rồi một bản sọc nữa mọi người nha. Em sọc. Em này 55kg, 60kg. 55, 65kg chứ mã sọc. Cái nó vài xuống tới đây mọi người. 55, 65kg mọi người nha. Mã sọc giùm em bạn này nè. Sọc giùm em. Đen và chị Trang Huỳnh. Mã sọc. Không biết được nha chị Trần Hồng Như ơi. Rồi một bản đỏ mọi người nha. Sọc của chị Đông Đông Mai Lâm. 50kg, 60kg chứ mã đỏ. 50kg, 60kg mã đỏ giùm em. Mã đỏ. Mã đỏ nha. Rồi một bản xám mọi người nha. Sọc của chị Tuấn Khánh Hà Thị. 55, 65kg chứ mã xám. Xám nâu mọi người nha. 55, 65kg mã xám giùm em. Mã xám nha. Rồi một em xanh mọi người nha. 55kg cho tới 60kg mọi người nè. 55, 60kg cho em mã xanh. 55, 60kg mã xanh giùm em. Mã xanh. Xám của chị Tiết Chi Kim Chi. Rồi một em sọc nữa mọi người nha. Bản này. Em này 45kg, 50kg cho mã sọc. 45, 50kg mọi người nha. Mã sọc giùm em bản này. 45, 50kg cho mã sọc. Mã sọc giùm em. Xanh của chị Uyên Phương. Cho mã sọc. Mã sọc giùm em. Sọc của chị Tuấn Thanh Hà Thị. Rồi bản này to mọi người nha. Em này to. Em này phải 60kg, 68kg chứ gì em mã rộng. Cái nắp to mọi người nè. 60kg, 68kg mã rộng giùm em. Vải cực kỳ đã mọi người, mát lắm luôn á. Chứ mã rộng nha. Mã rộng giùm em. Rồi em tím mọi người nha. 50kg, 58kg chứ mã tím. 50kg, 58kg mã tím giùm em nè. Mã tím. Tím giùm em. Rồi một bản xanh mọi người nha. Một con xanh nè mọi người nè. Em này 55kg, 60kg chứ mã xanh. 55, 60kg mọi người nè. Mã xanh giùm em bạn này. Xanh giùm em mã xanh. Rồi một em trắng yêu nha mọi người nè. Em này 40kg, 50kg thôi chứ mã trắng. Xanh của chị Nguyên Phương. 40kg, 50kg mọi người nha. Mã trắng giùm em. Mã trắng, mã trắng.
Rồi một bảng nâu. Cái nâu này vải siêu siêu đã luôn mọi người ơi. Em này 50kg, 58kg cho mã nâu. 50kg, 58kg nha. Mã nâu giùm em. Mã nâu. Em có cổ mọi người nè. 50kg, 58kg cho mã cổ. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã cổ giùm em bạn này. Trắng của chị Cao Thắng. Nâu của chị cổ. Nâu của chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi em lưới mọi người nha. Con lưới nè. Em này 60kg mọi người. 60kg, 65kg cho em mã lưới. Cổ của chị Thiết Nhân. 55, 65, 68kg được mọi người nha. Mã lưới giùm em. Mã lưới. Rồi 55, 65kg cho em mã tay ngắn. Trời ơi con này siêu phẩm mọi người. 55, 65kg nè. Tay ngắn giùm em. Tay ngắn, tay ngắn. Một em màu xám nhũ mọi người. 50kg, 58kg cho em mã xám. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã xám giùm em nè. Mã xám, mã xám. Chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi em màu hồng mọi người nha. Con màu hồng nè. Em này 55kg, 60kg cho mã hồng. 55, 60kg mọi người nha. Mã hồng giùm em nè. Mã hồng 50kg mặc cũng được nha mọi người nha. Nhưng mà nó hơi rộng. Đám của chị Cô Đi Trần. Mã hồng giùm em, mã hồng. Mã hồng. Đám của chị Cô Đi Trần nha. Hồng của chị Kitty Kim Chi. Rồi em trắng body. Em này 40kg, 50kg thôi chứ mã trắng. 40kg, 50kg mọi người nha. Mã trắng giùm em nè. Mã trắng. Trắng giùm em. Trắng của chị Thiết Nhân. Rồi bạn đen tay cánh tiên mọi người nha. Đen tay cánh tiên nè. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg cho mã đen. Đen giùm em, mã đen. Rồi một con trắng hoa mọi người ơi. Em này to lắm. Em này 65kg, 70kg cho em mã trắng. Đen của chị Hồ Hàng. 65, 70kg mọi người nha. Mã trắng giùm em, mã trắng. Rồi một bạn lưới mọi người ơi. Con lưới yêu nè. Em này 40kg, 50kg cho mã lưới. 40kg, 50kg mã lưới giùm em. Mã lưới. Rồi một bảng vàng mọi người nha. Một em vàng nè. Em này 55, 65kg cho mã vàng. 55, 65kg, 68kg được mọi người nha. Mã vàng giùm em, mã vàng. Cho em mã vàng. Vàng giùm em. Rồi một em màu đỏ mọi người nha. Một con màu đỏ nè. Em này 50kg, 58kg cho mã đỏ. 50, 58kg mọi người nha. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Rồi bảng này màu đẹp ghê cho mọi người ơi. Đây màu xuất sắc nè mọi người. Em này 50kg, 55, 58kg cho mã màu đẹp. Đỏ của chị Kiết Nhân. 50kg, 55kg mọi người nha. Mã màu đẹp giùm em. Mã màu đẹp. Màu đẹp. Rồi bảng mềm thiệt mềm luôn mọi người nè. Màu đẹp của chị Hồ Hằng. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg cho em mã xám. 50kg, 58kg mọi người nè. Mã xám giùm em, mã xám. Xám giùm em, mã xám. Xám của chị Trang Huỳnh. Rồi em rêu mọi người nha. Em này 50kg mọi người nha. 58kg cho mã rêu. 50kg, 58kg mọi người nè. Mã rêu giùm em, mã rêu. Một chiếc xanh nhũ mọi người nha. Chiếc xanh đen nhũ mọi người nè. Em này 50kg, 60kg cho em mã xanh đen. 50kg, 60kg mọi người nha. Xanh đen giùm em. Xanh đen. Xanh đen. Rồi đây là một cái xanh mọi người nha. Em này to. 60kg, 68kg luôn cho mã xanh. 60kg, 68kg bản này to nha. Mã xanh giùm em bản này nè. Cho mã xanh. Xanh giùm em, mã xanh. Rồi một em đỏ mọi người nha. Một bản đỏ nè. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 60kg cho mã đỏ. 50kg, 60kg nè. Mã đỏ giùm em bạn này nè. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Xem của chị là cô ấy. Rồi một bảng màu trắng mọi người nha. Con trắng này cái vải của nó như thế này mọi người nha. Em này 55kg, 65kg. 55, 65kg cho mã trắng nè. Mã trắng giùm em, mã trắng. Rồi một bảng màu hồng dán dơi. Em này 65kg, 70kg mọi người nha. Chú em mã hồng.
Cái này là đỏ hồng đúng không mọi người? 65kg, 70kg với mã hồng giùm em. Mã hồng giùm em. Trời ơi, bản này màu đẹp ghê chứ mọi người ơi. Con này xuất sắc nha. Em này 50kg, 58kg với mã màu đẹp. Chị Đông Đông 25 phải lấy trắng không chị ơi? Không, của chị Thiết Nhân. Chứ mã màu đẹp giùm em, 50kg, 55kg. Mã màu đẹp, màu đẹp giùm em. Đây là cái bảng tay của em đang mặc nè, 50kg, 60kg chứ cho em mã tay đẹp. Màu đẹp của chị Hồ Hoàng. 50kg, 60kg mọi người nha. Tay đẹp giùm em nè, tay đẹp, tay đẹp. Tay đẹp. Tay đẹp của chị Trang Mùi Ấn. Rồi màu bảng xanh. Em này 60kg mọi người. 60kg, 65kg cho mạng xanh. Chết cha rồi, em quên mất rồi chị đàn hồng Mỹ ơi, cái tay đẹp. Rồi rồi, đợi xíu em coi còn không. Cái mạng xanh giùm em, mạng xanh giùm em. Còn đó top dễ thương. 45-50kg chứ cho em mạng ngắn. 45-50kg mạng ngắn. Đợt này không có, đợt sau em nhất định sẽ để cho chị. Mạng ngắn giùm em nè, mạng ngắn giùm em. Rồi, một bảng đỏ mọi người nha. Tại vì đợt nào vui ra hầu như cũng có cái con của như của em mặc màu đen, màu be như thế này, màu nâu như thế này. Ngắn của chị Vơi Vơi 55-60kg chứ mà đỏ. Nếu mà 50kg mặc rộng nha. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Rồi, em nhớ rồi đó. Chứ mã đỏ giùm em, mã đỏ. Chị nào lâu lâu mua em không nhớ, chứ không mấy chị mua quen là em sẽ nhớ. Mã đỏ giùm em. Ui, bạn bè này siêu dễ thương mọi người ơi, cái xăng cân ghê chưa. Rồi, em này 55kg, 60kg chứ gì em mà. Kem 55, 60kg mà kem giùm em, mà kem, mà kem. Đó, có chị Trang Nào bè, không thích đen đúng không? Nếu mà có đen là em vẫn bán bình thường đúng không? Rồi, bán sọc mọi người nha, con này vải cực kỳ đẹp luôn. Kem của chị Đại Thiết Nhân. Em này 50kg, 58kg chứ mà sọc. Ôi, bảng này bị lỗi rồi. Lỗi đây rồi mọi người ơi. Con này chứa mã tặng nha mọi người nè. Mã tặng giùm em, mã tặng. Mã tặng giùm em, mã tặng. Chốt luôn nếu không coi lại. Ok chị. Rồi, đây là một bảng, bảng trắng mọi người nha. Cái trắng này, cái vải nó rất là đẹp luôn mọi người. Rồi. Em này 55kg, 60kg chứa mã trắng. Dạ rồi. Tặng của chị Kitty Tiên Chi. 55 60kg mọi người nha, mã trắng giùm em nè. Mã trắng em nhớ rồi nha chị Mỹ. Trắng của chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi cái đen hết tách giữ nhiệt mọi người nha. Em này 50kg 60kg với mã đen. 50kg 60kg mã đen giùm em. 50kg 60kg mã đen. Mã đen giùm em, mã đen, mã đen. Rồi một bảng vàng mọi người nha, một em vàng nè. Mà em vàng. Em này 50kg mọi người nha, 58kg cho mã vàng. 50kg, 58kg mọi người nha, mã vàng. Con này nó nhẹ dư giấy vậy mọi người nè. Cho mã vàng giùm em. Mã vàng giùm em. Rồi bảng đen, vải con này cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Vải siêu đẹp luôn. Em này 55 cho tới 65, 68kg. 55kg cỡ nha em mà còn rộng nha. 60, 68kg ok. Cho mã đen, vải cực kỳ đẹp. Mã đen giùm em. Mã đen. Mã đen. Đen của chị Đông Đông Mai Lâm, vàng của chị Thiết Nhân. Rồi một bảng hoa mọi người ơi, một con hoa đẹp lắm nè. Em thì 50kg, 55kg cho mã hoa. 50kg, 55kg mọi người nha. Mã hoa giùm em bạn này. Mã hoa giùm em, mã hoa. Rồi đây. Em này làm con này rộng mọi người. Em này phải 60kg mọi người nha. 60kg, 68kg cho em mã rộng. 60kg, 68kg mã rộng giùm em nè. Mã rộng giùm em. Hoa của chị Khiết Nhân. Bảng này siêu siêu dễ thương luôn mọi người nha. Một bảng đỏ dễ thương lắm. Nhưng mà con này mọi người mặc phối giùm em, cưng không? Đây. Em này 50kg, 55kg là đẹp chứ mã đỏ. 50kg, 55kg mọi người nha, mã đỏ giùm em nè. Chứ mã đỏ, đỏ giùm em.
Trời, cái bảng này mọi người mặc siêu sướng nha. Rộng là con đen. Rộng của chị Voi Voi 55kg, 65kg chứ nha, mã xanh đen. Cái vải đẻ đó mọi người 55, 65kg mọi người nha. Mã xanh đen giùm em bạn này nè. Xanh đen với em. Xanh đen. Rồi một chiếc xanh đen body. Em này 40kg, 50kg chứ gì em, mã body 40kg, 50kg mọi người nha. Mã body giùm em bạn này nè. Body giùm em. Body xanh, của xanh đen của chị Thuyết Nhân. Trời ơi, cái bảng của em, cái tay của em nhưng mà bảng này rộng. Body của chị Thuyết Nhân. Cái tay của em nhưng mà rộng nha, con này to lắm. Em này phải 60kg, 60kg, 68kg chứ em mã tím. 60kg cỡ như em là vẫn rộng. Em là 58kg rồi. Mà em mặc bản này là rộng ấy. Mã tím giùm em, còn 60kg mà chị nào thấp người thì mặc bản này ok ha. Mã rộng giùm em, mã tím, mã tím hay mã rộng gì đó. 60kg, 68kg, mã tím giùm em, mã tím. Rồi mà em xám, mọi người nào có xám. Em này 55kg, 50kg, 60kg chứ gì em, mã xám. Tím của chị Khiếp Nhân. 55, 60kg mọi người nha, mã xám giùm em nè. 50kg là mặt cổ hơi rộng mọi người nha, 50kg, 60kg được nè. Mã xám giùm em, mã xám, mã xám. Trời ơi, vải này vải đẹp. Xám của chị Đông Đông Mai Lâm. Ủa, cái vải siêu đẻ luôn mọi người ạ. Em này 50, không, con này 60kg, 68kg chứ gì em, mã vải đẹp. 60kg, 68kg mã vải đẹp giùm em nè. Vải đẹp, vải đẹp giùm em. Đồng giá 49 nha chị ơi, 4 con chuyển khoản hết được miễn ship. Rồi, một con màu vàng mọi người nè, con vàng. Em này 60kg mọi người nha. 60kg, 70kg chứ mã vàng. Vải đẹp của chị Vivi Văn. Em này 60kg, 68kg mọi người, mã vàng giùm em. Xuất sắc. 60kg, 68kg mọi người nha, mã vàng. Vàng giùm em, mã vàng. Vàng giùm em. Trời ơi, con mềm mọi người nè. Em này 40kg, 50kg chứ em mã mềm. 40kg, 50kg mọi người nha, mã mềm giùm em, 55kg được mọi người. 40kg, 50kg, 55kg được mọi người nha. Chứ mã mềm giùm em nè, mã mềm. Một bản này em sát nát mọi người nè. Mềm của chị Đông Đông Mai Lâm. Em này 50kg, 58kg chứ em mã đen. Cái này mọi người mặc phối với lại cái áo giữ nhiệt đó mọi người. Trời ơi, mùa hè đông, ôi trời nó đẹp. Cho mã đen giùm em nè, mã đen giùm em, mã đen. Màu bản hồng. Cái này mỏng mọi người nha. Cái này mỏng ấy. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 55kg thôi chứ mã hồng. 50, 55kg mọi người nha, mã hồng giùm em. Mã hồng, mã hồng giùm em bạn này. Rồi một chiếc áo giữ nhiệt màu xanh mọi người ơi. Áo giữ nhiệt màu xanh bản này to. Em này 55kg, 60kg chứ mã xanh. 55, 60kg mọi người nha. Mã xanh giùm em bạn này nè. Xanh giùm em, mã xanh. Mã xanh giùm em. Rồi một em tay ngắn mọi người nha, một con tay ngắn nè. Em này 60kg, 68kg chứ mã cổ. 60kg, 68kg mọi người nha, mã cổ giùm em bạn nè. Mã cổ giùm em, mã cổ, mã cổ. Một chiếc body crop top 40kg, 45kg chứ em, mã nhỏ. 40kg, 45kg mọi người nha, mã nhỏ giùm em, mã nhỏ. Cổ của chị Như Anh, chị Như Anh em xin đi tốt xuất phạm vào bay. Rồi, một bảng trắng mọi người nha, bảng này to lắm. Con này size XL lực. Em này size XL nhưng mà vải rất là đẹp luôn. Nhỏ của chị Nguyễn Đinh Kim Nga. Em này 65kg, 65kg, 70kg. Nếu mà rộng là 60kg, 70kg chứ mà vải đẹp. Vải đẹp giùm em, mà vải đẹp. Nhỏ của chị Nguyễn Đinh Kim Ngân nha. Inbox vào Messenger cho em gửi tin nhắn cho chị rồi đó chị Như Quỳnh. Inbox vào Messenger giùm em nha. Rồi một bảng đen mọi người nè. Em đen. Em này 50kg, 58kg chứ mã đen. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã đen giùm em bạn này nè. Chứ mã đen, mã đen giùm em. 50kg, 58kg mã đen. Rồi một bảng xám mọi người nha. Em này 55kg, 65kg chứ mã xám.
55-65 ký mọi người nha. Mã xám giùm em bạn này nè. Cho mã xám. Bài đẹp của chị Như Anh luôn. Mã xám giùm em. Rồi một chiếc đen dáng đi lê mọi người nha. Ê 50 ký 55 ký. Chứ dây mã sáng nách 50 ký 55 ký nè. Mã sáng nách giùm em. Mã sáng nách. Sáng nách nha. Rồi một chiếc y lê dễ thương mọi người. Màu hồng. Em này 50 ký mọi người, 45-50 ký. Chốt mã hồng. Xám. Xám của chị Đông Đông Mai Lâm. Chốt mã hồng giùm em bạn này mọi người nha. Hồng mã của hồng. Chị Khuyết Nhân. Mã hồng giùm em. Rồi em xanh rộng mọi người ạ. À. Em này 60 ký, 70 ký nha, chốt mã xanh. 60 ký 70 ký nè, mã xanh giùm em. Mã xanh giùm em. Rồi em tím mọi người nha, con tím nè. Em tím. Em này 55 ký 65 ký cho mã tím. 55 65 ký mọi người nha, mã tím giùm em bạn này nè, mã tím. Tím giùm em. Rồi một con lưới đẹp lắm mọi người nè. Con lưới này cái tay của nó mọi người. Cưng không? Con lưới này màu kem be. Kem kem be be. Ở ngoài xa mọi người nha, chứ mã lưới 55-68 ký được. Mã lưới giùm em nè. Mã lưới. Tím của chị Khiết Nhân. Chứ mã lưới giùm em bạn này nè. Mã lưới giùm em. Mã lưới. Rồi em nâu mọi người nha. Mà em nâu. Em này 50 ký 60 ký. Chứ mã nâu 50 ký 60 ký. Mã nâu giùm em. Vải đẹp cực luôn mọi người ơi. Chứ mã nâu. Mã nâu giùm em. Mã nâu. Rồi mà em đen mọi người nha. Em này 50 ký mọi người nha. 50 ký 58 ký cho em mã phối. 50 ký 58 ký mã phối giùm em. Mã phối. Nâu của chị Đông Đông Mai Lâm. Mã phối giùm em. Rồi một bảng sọc. Em này 45 ký 50 ký là đẹp nè. Cho mã trắng. Phối của chị Hồ Hà. 45 50 ký là đẹp. Mã trắng giùm em bạn này. Mã trắng giùm em. Rồi mà em đen động luôn. Em này 60 ký mọi người nha. 60 ký 68 ký cho dì em mã rộng. 60 ký 68 ký mọi người nha, mã rộng giùm em. 60 ký 68 ký mã rộng. Mã rộng giùm em, mã rộng. Trắng của chị Nguyễn Hải Lâm. Rồi một bảng nâu đẹp chưa? 50 ký 60 ký 65 ký vừa. Rộng của chị Bi Bi Văn. 50 ký 60 ký 65 ký vừa. Nếu thích mặc ôm thì là 65 ký mọi người nha, chứ mã nâu. Mã nâu giùm em, mã nâu. Màu em xanh phối, dễ thương. 55, 65 ký cho mã xanh. 55, 60 ký cho mã xanh giùm em, mã xanh. Mã xanh giùm em, mã xanh, mã xanh. Nâu của chị Phạm Trang Thanh. Xanh của chị Phạm Trang Thanh. Ừ. 4:45. Giờ mấy giờ rồi ta? 3:45. Còn tiếng nữa chị bé về. Thôi bạn này đẹp quá. Em này 50 ký mọi người nha, 50 ký 55 ký cho mã cổ lọ. 50 ký 55 ký mã cổ lọ giùm em. Mã cổ lọ. Cổ lọ giùm em. Trời dễ thương quá à. 50 ký 55 ký cho cho em mã nhỏ. Con chơi với bé mập xíu đi. Trắng của chị Đông Đông Mai Lâm. Chị bé mập, à chị bé về cô chính dẫn đi. Mã nhỏ giùm em, mã nhỏ, mã nhỏ. Nhỏ của chị Khuyết Nhân. Rồi, bản này là con này là giả tuyết mọi người. Bản này giả tuyết. Em này 40 ký, 40 ký 50 ký thôi. 40 ký 50 ký mọi người nha, chú em mã hồng. Mã hồng giùm em nè, mã hồng. Còn em nâu mọi người nha. Em nâu nè. Em này 50 ký 55 ký cho mã nâu, nâu mềm. 50 ký 55 ký mọi người nha. Mã nâu giùm em. Con này vải sướng lắm mọi người. Hồng của chị Đỗ Hoàng Vy. Cho em mã nâu mọi người nha, mã nâu giùm em nè, mã nâu. Rồi mà em đỏ mọi người nha, một con đỏ nè, đỏ phối. Em này 50 ký mọi người nha. 50 ký 55 ký 58 ký được, cho mã đỏ ghi lên. Nâu của chị Nguyễn Hải Lâm. 50 ký 58 ký được.
người nha. Mã ghi lê giùm em. Ghi lê. Ghi lê giùm em. Ghi lê. Một chiếc xám over size mọi người nha. Em này 60kg, 70kg chứ mà xám. 60kg, 70kg mà xám giùm em, mà xám. Rồi chiếc này rộng luôn mọi người nè. Em này phải 65-75kg mọi người nè. Chứ mà rộng 65-75kg mà rộng giùm em. Nhưng mà cái vải rất là đẹp. Mã rộng. Xám của chị Đông Đông Mai Lâm. Mã rộng giùm em. Một con lưới mọi người nha. Em này 50kg-55kg chứ mà lưới. 50kg-55kg mã lưới giùm em. Mã lưới. Lưới giùm em. Rồi mà em có cổ mọi người ơi. Em có cổ. Em này 60kg mọi người nha. Bản này vải rất là đẹp mọi người. Nó chuẩn mông tôi ghi sợi á. Em này 60kg mọi người. 60kg-68kg chứ gì em. Mã phối. Mã phối giùm em. Mã phối. Mã phối giùm em. Rồi mà em màu be mọi người nè. Một con be. Em này 55-60kg mọi người nha. Chứ mã be. Phối của chị Bi Bi Văn. 55kg-60kg mã be giùm em. 50kg mà cũng được nhưng mà rộng nha. Chứ mã be 50kg-60kg mã be giùm em nè. Mã be. Rồi màu em màu đỏ mọi người ơi. Be của chị Tuyết Nhân. 60kg-68kg cho mã đỏ. 60kg-68kg mọi người nha. Mã đỏ giùm em. Mã đỏ. Mã đỏ giùm em. Rồi mà em đen tay ngắn mọi người nha. Em này 50kg mọi người nha. 50kg-55kg. 45-55kg cho mã đen giùm em nè. Mã đen. 45-55kg chứ mà đen giùm em. Em này 45-50kg mọi người nha. 45-50kg chứ gì em, mà tím. 45-50kg mà tím giùm em, mà tím. Rồi bản này rộng lắm mọi người nè. Em này 60kg-68kg mọi người nha. Chứ gì em mã rộng. 60kg-70kg được. Mã rộng giùm em mã này nè. Mã rộng, mã rộng. Một em body tay ngắn mọi người nha, body. Em này 40kg, 50kg-55kg được nè. Cho em mã trắng. Mã trắng giùm em, bạn này mã trắng giùm em. 40kg-50kg mã trắng. Tím của chị Nguyễn Hải Lâm. Mã trắng giùm em. Con này form body. Tím của chị Đông Đông Mai Lâm. Cho mã trắng. Rồi mang trắng phối. 50kg-55kg cho mã phối. 50kg-55kg mọi người nè. Mã phối giùm em. Mã phối. Mã phối. Nâu no oversize luôn. 60kg-70kg chứ em mã nâu. Em này size ML thôi mọi người nè. Phối của chị Hồ Hằng. Chứ mã nâu giùm em bạn này mọi người nha. Chứ mã nâu nè. Mã nâu giùm em. Mã nâu. Rồi mà em sọc mọi người nha. Em này 50kg-55kg với mã sọc. 50kg-55kg mọi người nha. Mã sọc giùm em. Mã sọc. Rồi mà em xanh 50kg-55kg luôn chứ mã xanh. 50kg-55kg mã xanh giùm em. Mã xanh. Mã xanh. Rồi một con nâu mọi người nha. Một con nâu yêu nè. Sọc của chị Hồ Hằng. 50kg-58kg chứ giùm em mã. Mã mềm. 50kg-58kg mọi người nha. Mã mềm giùm em. Mã mềm. Xanh của chị Đông Đông Mai Lâm. Hôm qua này 50kg-55kg đẹp nè mọi người nè. Mã mềm giùm em. Mã mềm. Mã mềm. Một chiếc màu đen mọi người nha. Em này là áo nem mọi người. Áo nem size L cho mã nem. Áo nem size ML được mọi người nha. Mã nem giùm em. Mã nem. Mềm của chị Khiết Nhân. Mã nem. Rồi mà em sọc mọi người nha. Em này 50kg-55kg chứ mã sọc. 50kg-55kg mã sọc giùm em. 50kg-55kg cho em mã sọc nè. Mã sọc giùm em. Rồi mà em đen mọi người nha. Một con đen rộng. Con đen kiểu mọi người dễ thương lắm. Em này 50kg-60kg cho em mã đen. 50kg-60kg mọi người nha. Mã đen giùm em bạn này nè. Đen giùm em mã đen.
mềm luôn. Em này 60kg, 68kg mọi người nha. Chú em mã hồng 60kg, 68kg nè. Mã hồng giùm em này, hồng giúp em. Một bảng nâu lưới, nâu mọi người nè. Em này 50, à có này 60kg, 68kg chứ mã nâu. 60kg, 68kg mọi người nha. Mã nâu giùm em, mã nâu. Hồng của chị là cô ấy. Đúng rồi, con chị đang cầm á. Cái gì vậy? Quỷ gì vậy? Nhức đầu hả? Sao vậy ta? Chắc lạnh quá, gió. Ê, 50kg, 60kg chứ mẹ sọc. 50kg, 60kg mẹ sọc. Con này có cổ, có tay này, dễ thương mọi người nè. Mã sọc giùm em, mã sọc, mã sọc. Rồi em trắng mọi người nha, con trắng body. Con trắng body. Sọc của chị Ngân Việt. Một bạn trắng body này bị ốp màu nhẹ ở đây rồi mọi người ơi. Chứ mã tặng đi mọi người, 40kg, 50kg mã tặng giùm em. Mã tặng, mã tặng. Một bạn đỏ sọc luôn. Em này 45, 50kg mọi người nha. 45, 55kg nè, chứ mã đỏ. 45, 55kg mã đỏ giùm em mã này. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Ngân Việt. Đỏ của chị Trang Trang. Rồi một bạn lưới mọi người ơi, lưới yêu chưa? 50kg, 60kg được nè, chứ mã lưới. Con này 50kg, 60kg, 65kg được đó mọi người. Mã lưới giùm em, mã lưới. Rồi mà em vàng mọi người nha, một con vàng nè. 55, 65kg chứ mã vàng, cổ yêu chưa? Con này 60kg là đẹp nhất mọi người nha. 55, 65kg mã vàng giùm em nè. Mã vàng, mã vàng. Đỏ cổ cao 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg chứ mã đỏ. Không, 50kg, 58kg chứ mã tay ngắn nè mọi người nè. Tay ngắn giùm em, mã tay ngắn. Tay ngắn. Không một ai, không một ai. Một chiếc xanh dễ thương mọi người nè. Xanh dễ thương chưa? Em là 40kg mọi người ơi, vô mẹ nhỏ. 40kg mẹ nhỏ giùm em, mẹ nhỏ. Còn em đỏ, con này to. Em là 60kg, 70kg nha, chứ mẹ đỏ. Ơi, 60kg, 70kg chứ mã 49 nha mọi người. Mã 49 giùm em. Mã của chị Trang Trang. Mã 49. Rồi mà em xanh đen mọi người nha. Em xanh đen 2 cúc mọi người nè. Em này 60kg mọi người nha. 60kg, 68kg cho mã xanh đen. 60kg, 68kg mã xanh đen giùm em. Xanh đen, xanh đen. Rồi một con mũ mọi người nha. Một con mũ sọc nè. Ê, 50kg, 55kg cho em mã mũ. Nếu mà thích mặt rộng thì khoảng tầm 40kg cũng được mọi người nha. 40, 45, 55kg nè, mã mũ giùm em, mã mũ. 49 của chị là cô ấy. Mã mũ giùm em, mã này mã mũ mọi người nha. Mũ giùm em. Rồi dễ thương quá à. Em này 40kg, 45kg thôi chứ em mã tím. 40, 45kg mọi người nha, mã tím giùm em. Mã tím. Rồi mà em đỏ tay ngắn mọi người nè. Em này 50kg, 58kg chứ mã đỏ. 50kg, 58kg mã đỏ giùm em. 50kg, 58kg chứ mã đỏ. Mã đỏ giùm em, mã đỏ. Con nâu dễ thương mọi người. Con nâu nè, cưng không? Em này 40kg, 50kg chứ mã nâu. Nâu kiểu. Con này mọi người mặc cái áo giữ nhiệt được nha mọi người nha. Khoác ở ngoài. Chứ mã nâu giùm em, mã nâu. Một con ghi lê nâu lưới mọi người nè. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 60kg chứ gì em mã ghi lê. 50kg, 60kg nè. Mã ghi lê giùm em. Nâu con chị đang ôm.
nâu của chị là cô ấy. Rồi mà bạn xanh mà người nhau con xanh nè. Em này 50kg, 60kg luôn chứ mà xanh. Con này 50kg rộng nha mọi người, 55, 60kg mà xanh giùm em. 55, 60kg mà xanh. Mã xanh giùm em, mã xanh. Một chiếc áo nam. Một chiếc áo nam size L, XL mọi người nè. Size 105, size L, XL cho em mã nam. Mã nam giùm em bạn này. Mã nam giúp em. Mã nam. Đây là một chiếc áo nam tiếp tục mọi người. Nam của chị Thiết Nhân. Size M cho giùm em mã trắng. Size M mã trắng giùm em. Áo này áo nam luôn. Size M mã trắng giùm em, mã trắng size 95. Mã trắng giùm em. Một chiếc đen kiểu mọi người nha, đen kiểu. Em này 55kg, 65kg chứ mã đen. 55, 65kg mọi người nha. Mã đen giùm em nè, mã đen. Trắng body 50kg, 58kg chứ em mã body. Con này vải cực kỳ đẹp. 50kg, 58kg mọi người nha. Mã body giùm em nè, mã body. Body giùm em. Một chiếc lưới em tặng mọi người nha, chứ mã tặng nè. Mã tặng giùm em bạn này nè. Mã tặng giùm em, mã tặng. Mã tặng giùm em. Body của chị Ngân Việt. Đen nhỏ mọi người nha. 50kg, 45, 50kg chứ em mã cúc. 45, 50kg mọi người nha. Mã cúc giùm em nè. Mã cúc, mã cúc giùm em. Tặng cho cô Nga Thuận. Một em áo trắng mọi người nha. Một em trắng nè. Cúc của chị Trang Trang. Ôi bạn này dễ thương mọi người. Em này 40kg, 45kg rồi cho em mã nhỏ. 40, 45kg mọi người nha, mã nhỏ. Em nghĩ 50kg ok đấy. 40kg, 50kg nè, mã nhỏ giùm em. Mã nhỏ. Rồi một bảng xanh mọi người ơi. Cái tay lạ mọi người nha. Nhỏ của chị Cao Thắng. Em này 60kg, 68kg được nè mọi người. Chứ mã xanh 60kg, 68kg nha. Xanh giùm em, xanh. Một cái trắng body mọi người nè. 50kg, 55kg chứ mã trắng. 50kg, 55kg mọi người nha. Mã trắng giùm em nè. Mã trắng, trắng giùm em. Màu bảng xinh mọi người nha. Em này màu kem mọi người nè. Em này 50kg, 58kg chứ mã kem. 50kg, 58kg mã kem giùm em. Mã kem, trắng. Trắng của chị Khiết Nhân. Mã kem giùm em, mã kem. Rồi một con xám có cổ mọi người nha. Em xám có cổ nè. Em này 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg cho mã xám. 50kg, 58kg nè. Mã xám giùm em. 50kg, 58kg mã xám. Xám giùm em. Một bản nâu. Em này to mọi người. Xám của chị Đông Đông Mai Lâm. Còn con đen body luôn mọi người nha. Made in Italia. Con này của Ý mọi người. Bản này 45kg, 55kg chứ em mà Ý phong body. 45, 55kg mà Ý giùm em bạn này nè. Mà Ý giùm em, mà Ý. Còn em sọc mọi người nha. Em này 50kg, 60kg chứ em mã sọc. Ý của chị Đông Đông Mai Lâm. 50kg, 60kg mọi người nha, mã sọc giùm em nè. Mã sọc. Rồi một con lưới mọi người ơi, con lưới. Em này 45, 55kg chứ giùm em mã kem. Con này đẹp quá mọi người. Sọc của chị Thiếp Nhân. Mã kem giùm em nè, mã kem yêu chưa. Chứ mã kem mọi người nha, kem giùm em. Rồi bản sọc rộng mọi người nha. Em này 55kg, 65kg chứ mã rộng. Kem của chị Trang Trang CH, Trang Trang Hoa Vàng á. 55, 65kg chứ mã rộng như em, mã rộng, mã rộng.
bảng màu vàng nha mọi người nha, một bảng màu vàng nè, một bảng màu vàng. Em này của nam luôn mọi người, phải không ta? Sao giống ghê. Em này áo nam đó mọi người nè, cái bảng qua tay của nó xuống tới đây luôn. Em này áo nam mọi người nha, em này áo nam size S đâu mọi người ơi. Cho em mã nam, mã nam giùm em bạn này nè, mã nam, nam giúp em. Đúng rồi. Ủi, để móc đây bán luôn. Rồi một con body đen mọi người nha. Ê, 50kg, 55kg chứ mã đen. Nam của chị Ngân Việt. 50kg, 55kg mọi người nha, mã đen giùm em bạn này nè. Đen giúp em mã đen. Rồi một con body ngắn mọi người nha. Em này 40kg, 50kg chứ mạng ngắn. Đen của chị Đông Đông Mai Lâm. 40kg, 50kg mạng ngắn giùm em bạn này. Mạng ngắn mọi người nè, yêu không? 40kg, 50kg mọi người nha, chứ mạng ngắn, ngắn giùm em. Rồi em trắng mọi người nha, con trắng nè. Em trắng. Em này 45kg, 55kg chứ mạng trắng. Không, con này 45, 50kg mọi người nè. Mạng trắng giùm em, mạng trắng. 45 50kg mà trắng cho em, mà trắng. Mà ngắn. Ngắn của chị Trang Trang. Rồi mà em sọc mọi người nha. Em này 50kg 58kg cho mà sọc. 50kg 58kg mọi người nha, mà sọc giùm em. 50kg 58kg cho mà sọc nè. Mà sọc giùm em, mà sọc, mà sọc. Trắng của chị Trang Trang. Rồi mà em xanh cô ban mọi người ơi, con xanh cô ban dễ thương nè. Em này 50kg. Không, con này phải 55. 55-60kg cho mạng cô ban. 55-60kg mọi người nha. Cô ban giùm em bạn này nè. Cô ban giùm em. Một bảng lưới mọi người nè, một em lưới. Em này 40kg, 50kg cho mạng lưới. 40kg, 50kg mọi người nha, mạng lưới giùm em. Mã lưới. Cái bảng này giả tuyết mọi người. Em này nó giả tuyết như thế này mọi người. Em này to, em này 60kg mọi người nha. 60kg, 65kg cho dù em mã xanh đen. 60kg, 65kg mọi người nha mã. Không, con này 60kg thôi mọi người, 65kg em sợ bực cúc quá. 60kg, 62, 63kg nè. À, xanh đen rồi em, xanh đen, xanh đen. Xanh đen của chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi mà em nâu nè. Em này 60kg mọi người nha, cho mã nâu. 60kg, 65kg mã nâu giùm em. 60kg, 65kg mã nâu nè. Nâu giùm em mã này nè. Mã nâu. Hả? Em shipper thôi chứ ai gọi cho em. Giờ chị hỏi 02, 03, 07 gì em biết. Dạ alo. Ờ à. Không được luôn hả? Rồi để em gửi lại cái số này nha. Bạn. Trời ơi. Rồi rồi để em gửi cái số này gọi. Anh gọi lại giùm em. Cái chị Thảo Ly á. Sao gọi mà không được. Chị Thảo Ly, chị có nhắn lại cho shop em á là chị có bị bệnh rồi, chị vô bệnh viện rồi, cho nên anh cứ để bưu cục đi, chị sẽ ghé ra lấy nha. Lưu kho giùm em. Dạ. Dạ rồi. À, rồi rồi đọc giùm em. 113 lý thái tổ. Dạ rồi. Ủa, vậy thôi hả? Địa chỉ vậy thôi hả? Dạ rồi rồi rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Mọi người ơi đợi em một xíu.
rồi nâu 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 của chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi em lên tiếp mọi người nhé, hết giấy luôn. Trời ơi mấy bạn xinh quá nè mọi người. Mấy bạn này mới đi phơi vô mọi người, mới đi phơi vô rất là đẹp nè. Bạn này dáng dài 55-65kg được mọi người nha. Mã xanh giùm em bạn này, mã xanh giùm em, mã xanh, mã xanh giùm em. Đâu của chị Đông Đông Mai Lâm nha. Rồi em này 50kg mọi người nha, 50kg 50kg, 55kg cho mã trắng. Xanh của chị Trò Thanh Lý 50kg, 55kg mã trắng giùm em nè, mã trắng. Rồi em đang dáng dơi oversize. Em này 60kg, 70kg chứ em mạ đen. 60kg, 70kg mạ đen giùm em mạ đen. 60kg, 70kg mạ đen giùm em mạ đen. Còn con đen lưu ấy mọi người, cái này mọi người làm áo làm khoác đều được nha. Em này 55kg, 68kg được nè, chứ em mạ lưới. Mạ lưới giùm em, mạ lưới, mạ lưới. Một con hồng bánh bèo mọi người ơi, con hồng bánh bèo ghê chưa. Em này 50kg, 58kg chứ mã hồng. 50kg, 58kg nè, mã hồng giùm em bạn này, mã hồng giùm em, mã hồng. Con đen này có vải đẹp lắm mọi người nha. Em này 50kg, 58kg chứ mạ đen nè. 50kg, 58kg mạ đen giùm em. Mạ đen, mạ đen. Trời ơi con hồng đẹp vậy mà không ai chốt mọi người. Rồi một em body mọi người nha. Một con body 50kg, 40kg, 50kg chứ mạ body. Em của chị Nguyễn Hồng 40kg, 50kg mạ body giùm em nè. Body, body giùm em. Mấy em trắng như nó lâu mọi người ơi. Trắng uni size L. Trắng uni size L. Bản này phải 60kg, 65kg chứ em mã uni. 60kg, 65kg mã uni giùm em. Uni. Trắng oversize. Uni của chị Ngân Việt. Trắng oversize mọi người nha. Em này 60kg, 70kg chứ em mã rộng. Mã rộng giùm em, mã rộng. Rồi, em này 55kg, 60kg chứ em mã xám. 55, 60kg mọi người nha. Mã xám giùm em bạn này nè. 55, 60kg mã xám. Rồng của chị Đông Đông Mai Lâm. Rồi mấy em đỏ mọi người nha, một con đỏ nè. Em này 50kg, 55kg chứ mã đỏ. 50kg, 55kg mọi người nha. Mã đỏ giùm em bạn này nè. Đỏ giùm em, mã đỏ. Rồi mấy em xanh mọi người nha. 55, 60kg chứ mã xanh. 55, 60kg mã xanh giùm em. Cái bàn tay này bo dễ thương lắm mọi người nè. Chứ mã xanh. Xanh giùm em bạn này, mã xanh giùm em. Mã xanh. Đỏ coi. Đỏ của chị Nguyễn Hải Lâm, xanh của chị Ngân Ngân Việt. Buổi hết chưa mấy chưa? Thì nghỉ sớm đi. Mai làm đủ. Nghỉ đi. Còn tép khi mà em ra không kịp phải bán hàng rồi. Vui không? Ê 50kg mọi người nha. 50kg, 58kg chứ cho em mã cổ. Con này đẹp quá nè. 50kg, 58kg mã cổ giùm em. Mã cổ, đẹp quá. Mấy giờ chị thấy?
Rồi bé màu hồng mọi người nha. Con hồng. Hồng này hồng thêu mọi người ơi, dễ thương quá à. Hồng thêu nè mọi người nè. Em này 50 kg, em 58 kg cho em mẹ hồng. Cô chị cho anh Nguyễn. 50 kg, 58 kg mọi người nha, mã hồng giùm em nè. Mã hồng, mã hồng giùm em, mã hồng. Chiếc đâu là chiếc nào ta? Qua lâu chưa chị? Đời chị là cô ấy ơi. Lâu rồi. Hồng và chị cho Thanh Lý. Rồi em trắng oversize mọi người nha, con trắng oversize nè. Em này 60 kg, 70 kg cho mã trắng, con này vải cực kỳ đẹp luôn. 60 kg, 70 kg nha, mã trắng giùm em, mã trắng. Rồi em sọc. Em không biết nó nằm ở đâu á chị Lạc ơi. Em này 50 kg mọi người nha, chứ mã sọc 50 kg, 55 kg mã sọc giùm em, mã sọc. Rồi em xả rồi nha chị Lạc ơi. Để cái đó để cho chị khiếp nhân đi, khiếp nhân một mấy bạn đó đó. Để tí bấm sọc. Mã sọc giùm em, mã sọc. Rồi rồi em thấy được rồi á. Thấy rồi nha chị Lạc ơi. Cái nâu sẽ hai bên đúng không? Trắng của chị Đông Đông Mai Lâm. Mã sọc giùm em, mã sọc. Rồi em xanh đen mọi người nha. Xanh đen mọi người nè. Sọc của chị Nhung Huỳnh. Em này 50kg, 60kg chứ gì em, mã xanh đen. 50kg, 60kg mọi người nha, mã xanh đen giùm em bạn này nè. Xanh đen với em, xanh đen. Xanh đen. Rồi mà em vàng mọi người nha. 50kg, 58kg chứ mà vàng. Đúng rồi chị. 50kg, 58kg mã vàng giùm em bạn này. Mã vàng giùm em, mã vàng. Mã vàng. Vàng giùm em. Trời ơi chiếc xanh này dễ thương quá mọi người. Xanh này dễ thương chứ. 50kg, 55kg chứ em mã. Dễ thương. Vàng của chị Ngân Việt. 50kg, 55kg mọi người nha. Mã dễ thương giùm em nè. Mã dễ thương. Dễ thương. Rồi một con kiểu mọi người nha. 50kg, 60kg chứ mã kiểu. Mã kiểu giùm em. Con này vải cực kỳ đẹp luôn đó mọi người. 50kg, 60kg mã kiểu nè. Kiểu giùm em, mã kiểu. Một chiếc màu hồng. 50kg, 60kg chứ mã hồng. 50kg, 60kg mọi người nha, mã hồng giùm em, mã hồng, mã hồng. Mã hồng giùm em bạn này mọi người nha, mã hồng nè. Hồng giùm em, không một ai chọn gì hết luôn. Buồn ghê. Rồi em sọc mọi người nha. 50kg, 58kg chứ mã sọc. 50kg, 58kg mọi người nha, mã sọc giùm em nè. Mã sọc, mã sọc giùm em. Chị bé ba tắt giùm em cái quà. Giờ nặng hoài mới nhớ ra tên chị bé ba. Mã sọc giùm em, mã sọc. Rồi bảng hồng dễ thương nè. 60kg, 68kg luôn chứ da mã hồng. Ký 68kg mọi người nha, mã hồng giùm em, mã hồng. Không ai chọn gì hết luôn. Mã hồng giùm em, mã hồng. Đây là chiếc áo nam size M mọi người nha. Chú em mã nam. Áo nam size M nè, mã nam giùm em, mã nam, mã nam. Áo nam size M mọi người nha, mã nam giùm em nè, mã nam. Một chiếc lưới màu đen siêu yêu. 50kg, 55kg chứ em, mã lưới. Nam của chị Trang Nguyễn. 50kg, 55kg mã lưới giùm em. Mã lưới, mã lưới, mã lưới. Lưới của chị Bạch Tuộc bự con. Còn em đen mọi người nha. Con đen mọi người nè. Em đen này cái vải cực kỳ đẹp luôn. 50kg, 55kg chứ mã đen. 50kg, 55kg mọi người nha, mã đen giùm em, mã đen. Một chiếc màu trắng oversize. Em này
60 kg, 70 kg nha, chứ mà trắng. Con này vải cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Chị nào rộng nè, nên lấy, mặc mát lắm, Xuân Hà Thu đâu mặc được. Cái mã trắng giùm em. 60 kg, 70 kg mã trắng, trắng giùm em. Chị lấy cho chồng chị hả? Hả? Đây là chị mà. Lấy cho chồng thì nhớ cất kỹ chứ, để chị bảy thấy xong rồi lấy rồi lại gây ra. Trắng mà chị đông đông mai lên. Rồi mấy em tím mọi người nha. 50 kg nè mọi người nè. 50 kg, 55 kg cho mã tím. Cái này tím hay nâu luôn mọi người. 50 kg, 58 kg mã tím nha em, vải cực kỳ đẹp luôn mã tím. Rồi mà bản rộng dài. Cái này nếu mà mọi người thích mặc đầm mọi người đạp hai bên lại giùm em mọi người nha. Là nó ra cái đầm ấy. 55 65 kg cho em mã dài. 55, 65 kg hoặc là nếu mà thích mặc đầm thì 50 kg, 60 kg được. Tím của chị Nguyễn Hải Lâm. 3.000 won. Ơ oh, lộn 3.000 yên. 600.000 đúng không mọi người? Mã dài dùm em, mã dài mông tơ ghi mọi người xuống. Nó mát. Mọi người mà không lấy nó mà uống. Mã dài dùm em, mã dài. Rồi mà bạn đỏ, đỏ nâu có cổ mọi người nè. Em này 55 60 kg chứ em ạ, tay ngắn. Cái gì vậy chị Thư? Cái gì vậy Thư? Em tưởng chị đi đập con rắn chứ. Dạ của dài của cô Nga Thuần. Rồi, cho em mã tay ngắn giùm em nè. Con này phải 60 kg mọi người, 60 kg. 60 kg, 65 kg, mã tay ngắn giùm em, tay ngắn. Bản trắng phải đẹp mọi người nha. Con trắng nè. Ê 50 kg 55 kg thôi chứ mà trắng nè. Trắng giùm em mà trắng. Trắng giùm em. Rồi mà bản hồng. 50 kg 58 kg chứ mã hồng. 50 kg 58 kg mã hồng giùm em, mã hồng. Trắng của chị Đông Đông Mai Lâm. Hồng giùm em mọi người ơi, cái bản vải này siêu siêu sướng luôn. Mã hồng. Rồi mà em đen. 50 kg 60 kg chứ mã đen. 50 kg 60 kg mã đen giùm em, mã đen. Mã đen hồng của chị Đông Đông Mai Lâm. Một em crop top 40 kg 50 kg cho mã nhỏ. Đúng. Em đọc đâu vậy? Hồng của chị Nguyễn Hải Lâm. xin lỗi mọi người. Hồng của chị Nguyễn Hải Lâm. Em bị hoa mắt chóng mặt rồi. Mã nhỏ giùm em nè, mã nhỏ. Chị đau đầu mà chị chưa hoa mắt. Nhỏ của chị Trang Trang. Mọi em đen 50kg, 55kg với mã đen. Dễ thương không? Thôi đừng giật mình. 50kg, 55kg cho mã đen giùm em. Mã này mã đen giùm em, mã đen. Mã đen mọi người nha. Siêu yêu luôn. Em giật mình. Xin lỗi chị Đông Đông Mai Lâm. Chị Đông Đông Mai Lâm rất là xinh luôn á. Hôm bữa em vô coi hình chị Đông Đông Mai Lâm rồi. Siêu xinh. Mã đen mọi người nha. 50 kg 55 kg cho mã đen mọi người nè. Mã đen giùm em, mã đen. Còn đâu đến gì người ta không? Hả? Lúc này đi coi hình với chị thôi. Con đen đẹp lắm mọi người. Sao ai lấy con đen vậy? Đầu con lưới xuất sắc chưa? 50 kg. 50 kg 55 kg cho mã lưới. 50 kg 55 kg mã lưới giùm em. Mã lưới yêu lắm nè. Mã lưới. Rồi một con đen dáng ngang, dáng vuông. Ê 50 kg mọi người nha. 50 kg, 60 kg cho mã đen. 50 kg, 60 kg mọi người nha, mã đen giùm em bạn này nè, mã đen. Đen giùm em mã đen. Rồi mà bản sọc mọi người nha. Em này 50 kg, 55 kg cho mã sọc. 50 kg 55 kg mọi người nè. Mã sọc giùm em, mã sọc. Mã sọc giùm em. Mua đi mọi người cho em bớt ế coi nè.
Trời ơi sao mà thế dữ vậy. Bánh tráng này vải đẹp lắm mọi người nè. 50kg, 50kg, 60kg chứ mà trắng. Trắng này vải siêu đẹp luôn. 50kg, 60kg mà trắng giùm em mà trắng. Trắng sọc của chị Đông Đông Mai. À sọc của chị Nguyễn Hải Lâm. Nữa đó. Này chị Đông Đông Mai Lâm. Cái tên của chị đã làm cho nhà em bị bây giờ cái câu gì thao túng tâm lý trên mạng rất là phổ biến. 40kg 50kg chứ mà body sao của chị Nguyễn Hải Lâm nha, còn nồi trắng của chị Voi Voi. 40kg 50kg mã body giùm em, mã body và body giùm em, body body giùm em. No oversize. No có mũ mọi người nha. Em này 55kg, 65kg chứ cho em mã nâu. 55, 65kg mã nâu giùm em. Mã nâu, mã nâu giúp em. Body của chị Nguyễn Hải Lâm. Mã nâu. Còn em tay ngắn mọi người nha. Em này 55, 60kg chứ mã tay ngắn. 55, 60kg mã tay ngắn giùm em nè. Mã tay ngắn con nâu đẹp lắm đó mọi người. Tay ngắn giùm em, tay ngắn. Tay ngắn. Trời ơi sao mà nó áo nam size L chứ gì. Mã nam nè. Áo nam size L mọi người nha. Mã nam giùm em nè. Mã nam. Áo nam mọi người nha. Mã nam giùm em, mã nam. Một chiếc xanh vải cực kỳ đẹp luôn. 50kg mọi người nha. Không, con này 55-60kg chứ mà xanh. 55 60kg mã xanh giùm em, mã xanh. Nam của chị Đông Đông Mai Lâm. Mã xanh giùm em, mã xanh. Xanh giùm em. Rồi một chiếc lưới mọi người nha. Xanh của chị Nguyễn Viên. 50kg 60kg cho mã lưới. 50kg 60kg mã lưới giùm em. Chị Duyên bao nhiêu ký chị Duyên ơi? Các bạn đó nếu mà 60kg mà cao cho mấy 6 thì ok, còn 60kg thấp hơn mấy 6 thì nó sẽ thành body và nó hơi ôm nha. Chứ mã lưới giùm em, mã lưới, mã lưới giùm em, mã lưới. Màu em body màu xanh luôn. 40kg 50kg chứ mã body. 40kg 50kg mọi người nha, mã body giùm em. Mã body, body. Trời ơi cái chiếc này dễ thương quá mọi người ơi, nhưng mà cái này nhỏ lắm. Em này 40kg thôi à. Chứ em mã nhỏ, cu te không? Nhỏ xíu à. Mã nhỏ giùm em. 40kg cho mã nhỏ. Mã nhỏ giùm em nè. Dễ thương nè mọi người nè. Không ai lấy. Không một ai, không một ai. Mã nhỏ giùm em. Buồn quá. Thế một con rêu mọi người nha. Một cái áo giữ nhiệt rêu. 50kg 58kg cho cho em mã. Mã mềm. 50kg 58kg mã mềm giùm em nè. Mã mềm. Rồi một con tráng phối. 50kg, 55kg cho mã trắng. Wow. 50kg, 55kg mọi người nha, mã trắng giùm em, mã trắng. 58kg ok nè, mã trắng giùm em, mã trắng. Oversize mọi người nha. Em này 60kg, 70kg cho mã rộng. 60kg, 70kg mã rộng giùm em. Mã rộng. Rồi một em màu tím. 50kg, 60kg chứ mã tím. Tím giùm em nè. Mã tím. 50kg, 60kg mã tím. Không một ai quan tâm. Chị nhức đầu lắm hả chị Thúy? Tội nghiệp chị quá vậy.
tự nhiên mình nhức đầu vậy? Già rồi, bệnh gần chết gần đất xa trời rồi. Già rồi. Già rồi. Thì mà còn đẻ nhiều, đẻ ít thôi. Hết đẻ rồi. Không ai chú hết. Mấy giờ rồi? 4:30 rồi. Chị bé đi học từ 3 giờ tới 4:45. Rồi à, mọi người bây giờ phải dẫn tụi nó đi ăn. Em muốn xả ghê. Bây giờ mọi người có muốn em xả hết mấy cái áo nãy giờ không? Với lại em còn một dàn móc trên sào khoảng tầm đâu 200 con 300 con gì đó, cả áo giữ nhiệt nữa. Em xả hết cho mọi người 20.000. Mềm reo đó cho chị. Mềm reo đó. Đây mềm reo. Đây đúng không chị? Xả cho mọi người 20.000, mọi người có lấy không? Em sẽ lên cho mọi người. Trời ơi. Có chị nào không đủ đơn không mọi người? Không có chị. Chỉ có mấy cái dây thôi, không có cái dây mà có đai đâu. Rồi, để em lên cho sao chị voi voi không chốt, ráng đủ 4 con đi cho được miễn ship nè. Chị thôi bây giờ em tắt xong em lên lại em sale hết cho mọi người 20.000 nha. Xong rồi. À, cho hết luôn đi. Em định ngày mai mới sale nhưng mà thôi bây giờ cho nó ra rảnh luôn đi. Dạ đúng rồi, chưa đủ hôm nay tuần sau mới chốt. Nên là mọi người ráng chốt đủ hôm nay để làm gì được miễn ship á. Rồi, bây giờ em xuống nha, xong rồi em lên lại, mọi người nhớ vô ủng hộ em ào ào rột rẹt cho nó nhanh nha. Cho đủ đâu. Chị quên. Chị mà cái gì? Chị Phương. Mọi người đi ra chưa rồi? Rồi mọi người có coi không thì em lên nữa, không thì em xuống đây. Ủa nó không ra luôn hả chị? Rồi vậy em xuống xong em lên nha. Bây giờ muốn lên muốn xuống gì cũng được, không ai nói quan tâm gì chứ. Rồi vậy em lên nha. Rồi em xuống xong em lên liền nha.